要的决定在你的想象力，你的想象力有多大，你的成功就有多大。你有没有想象安利到底有多大？Mọi người có nghe thấy tiếng thầy không ạ? Yes, Mr. Fu. Okay. Wow. Ôi trời. Wow. I'm just guessing that we have. Oh, I think I can see our FC from Thailand. Just now, before I switch on my video, actually, I listened to our GM, Tony, to share with us. Tony, I think you are probably younger than 15 years ago when I met you. Look. Trước tôi có nghe phần chia sẻ của anh Tổng Giám đốc Huỳnh Thiên Triều, và cái lúc mà chiếu video lên thì tôi nhìn thấy các bạn và nghe thấy các bạn, và tôi nghĩ rằng là các bạn còn trẻ trung hơn 15 năm lần trước khi tôi lần đầu tiên gặp các bạn ạ. 15 năm trước tôi cùng với cô Aranong, cùng với thầy Khu Trung Cốc, thầy Po và cô Rebecca bắt đầu đến thị trường Việt Nam. Mà ngày hôm nay thì khác hẳn. I must say congratulations to all of you. Tôi chỉ có thể nói được là chúc mừng tất cả các bạn. Chúc mừng. You see, we have more than 100 markets, Amway markets in the world. And for just 15 years, Amway Vietnam has achieved top 10 market in the world. Amway toàn cầu có hơn 100 thị trường. Mới chỉ có 15 năm mà Amway Việt Nam đã vào top 10 ạ. Thị trường Việt Nam của Amway hiện nay là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên các thị trường toàn cầu ạ. Nhưng mà điều quan trọng nhất, credo của chúng ta đang tăng trưởng, các bạn đang tăng trưởng ạ. Tôi nhìn thấy ở đây có khoảng 1.000 người và có rất là nhiều đầu cầu trên toàn quốc ạ. Rất là hào hứng được chia sẻ với các anh chị, bởi vì hôm nay các anh chị là những lãnh đạo ưu tú nhất, thành công nhất của hệ thống ạ. Và xin chúc mừng tất cả các anh chị. Tất cả các anh chị, một số đã hoàn thành 12%, 15%, 18%, 21% Platinum, IMR và Diamond, và vượt cả Diamond ạ. Tôi chúc phúc cho tất cả các anh chị là ngay tại thời điểm này, các anh chị hãy đặt mục tiêu đến năm 2028 hoàn thành mục tiêu Diamond và vượt qua Diamond nữa. Ai trong số các anh chị có thể là đặt mục tiêu 2028 là hoàn thành mục tiêu đây mà sao đây mà nào? Dạ, I believe all of you can make it.
Tôi tin tưởng tất cả các anh chị sẽ hoàn thành mục tiêu của mình. Bây giờ mới là 2023. By 2028, we still have 5 more years to go. Các anh chị, tới 2028, các anh chị có 5 năm để phát triển. Nếu như mà các anh chị là thực sự tin tưởng, làm việc chăm chỉ và làm đúng việc, thì nhất định 2028 các anh chị sẽ hoàn thành mục tiêu Diamond và hơn cả Diamond ạ. Giờ đây tôi sẽ chia sẻ cho anh chị làm thế nào để 2028 các anh chị hoàn thành mục tiêu Diamond ạ. I'm going to share with you 3 stories. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ với anh chị 3 câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là về cái gọi là phúc lợi. Trước khi tôi chia sẻ câu chuyện này, tôi hỏi các bạn, vì sao các bạn kinh doanh Amway? Tôi biết chắc là các anh chị sẽ nói rằng các anh chị muốn có tự do về muốn có một cái an toàn về tài chính và được tự do về tài chính. Trước khi các anh chị đạt được cái điều đó, các anh chị phải ghi nhớ một điều này này. Quan trọng là Amway là kinh doanh. Business, it means you must make money. Kinh doanh là phải kiếm tiền. Có được lợi nhuận rất là quan trọng. Tôi nghe rất nhiều nhà phân phối nói rằng kiếm tiền mà trong kinh doanh Amway khó lắm, nhất là những nhà phân phối mới. Không những khó mà còn chậm nữa. Tôi nói cho các anh chị biết, cái này là một sự hiểu lầm. Nhiều người á, khi bắt đầu kinh doanh Amway á, nghĩ đến một cái sự đảm bảo về tài chính, một cái tự do về tài chính. Nhưng mà cái điều quan trọng đầu tiên là hầu như những người này đều quên rằng việc thứ nhất, việc đầu tiên là phải kiếm được tiền. Giờ tôi chia sẻ với các anh chị một trong những cái tổ chức thành công nhất của tôi ở thị trường Trung Quốc. Bây giờ tôi kể với các anh chị một cái tổ chức thành công nhất của tôi ở một trong những tổ chức thành công nhất của tôi ở thị trường Trung Quốc là ông FC Lâm Hải Phong và là tuyến dưới của thầy cô. We have so many of you are 21%. Many of you are platinum. 21% và platinum phải không ạ? But I do not know how big is your volume. Nhưng mà tôi không biết cái doanh số của các anh chị lớn đến thế nào. Tất cả những cái người mà là platinum trong hệ thống của ông Lâm Hải Phong á, họ là gấp 3 lần một platinum, là doanh số gấp 3 lần một platinum bình thường các anh chị ạ. Nhiều người trong số họ là doanh số là ruby. Không phải là một tháng ruby đâu, 12 tháng ruby liên tục các anh chị ạ. Các anh chị tin không? Một số platinum trong hệ thống ông Lâm Hải Phong ý, một tháng doanh số là gấp 3 lần một ruby bình thường. Nhưng mà không phải là một tháng như vậy mà 12 tháng liên tục như vậy. Là một platinum ý, một tháng ý, tôi thấy là doanh số là gấp 6 lần một platinum bình thường. Bây giờ nói đến ông Lâm Hải Phong, trừ tất cả các nhánh tách, tôi nói nghe này, doanh số cá nhân của ông ấy là gấp 4 lần một ruby. Các anh chị có thể tưởng tượng là nó lớn như nào không ạ? Các anh chị nhà phân phối Credo thân mến của tôi. Now, I want you to make money. Tôi là muốn các anh chị kiếm được tiền. Nên là hãy nghe tôi khuyên này. Hãy tập trung để mà làm thế nào kiếm được tiền. Có 3 thứ mà tổ chức của ông Lâm Hải Phong và vợ chồng ông FC Lâm Hải Phong tập trung mà làm. Đầu tiên là họ tập trung vào thị trường New Zealand. Health and wellness industry is booming. Các anh chị biết không, thị trường về sức khỏe và có một vóc dáng cân đối là đang tăng trưởng rất kinh khủng. Mà cái thị trường về dáng vóc và sức khỏe cũng đang tăng trưởng rực rỡ ở Việt Nam phải không ạ? Nên là họ tập trung vào thị trường New Zealand. Các anh chị biết không, Amway có rất nhiều sản phẩm. Bây giờ thử so sánh xem, nếu các anh chị bán nước đa năng và bột protein, cái nào có lợi nhuận tốt hơn ạ? Anh chị biết không, nếu mà bán nước đa năng hay là protein hay double X thì khó ngang nhau. Các anh chị biết không, nhưng mà các anh chị đều hiểu rằng nếu các anh chị bán được một lọ, một chai LOC đa năng á, thì một năm sau các anh chị mới bán lại được cái chai đó. Nếu mà các anh chị bán được một lọ, một hộp protein ý, thì các anh chị có 12 cái đơn đặt hàng lại protein trong 12 tháng phải không ạ? Tôi không có phản đối các anh chị chia sẻ và bán nước đa năng và nước giặt SA8. Nhưng mà tôi muốn các anh chị hiểu rằng khi các anh chị chia sẻ và bán được protein thì cái lợi nhuận tốt hơn ạ. Họ sử dụng thương mại xã hội để phát triển kinh doanh của họ. Cái này là kỷ nguyên của Internet mà. Các cái kênh thương mại xã hội là một cái công cụ cực kỳ là hữu hiệu để chúng ta có thể kết nối được với mọi người và phát triển kinh doanh ạ.
Tôi nghĩ rằng các anh chị nên dành thời gian để biết cách sử dụng các cái công cụ mạng xã hội và thương mại mạng xã hội sao cho hiệu quả. Tôi biết là tất cả các anh chị đều áp dụng các cái kênh thương mại xã hội và đều là học sử dụng các cái kênh này để xây dựng kinh doanh. Nhưng mà cái điều là các anh chị phải áp dụng các cái kênh này để mà tiếp cận những cái khách hàng tiềm năng, không phải là sử dụng các cái kênh internet chỉ để huấn luyện. Có phải là các anh chị áp dụng các cái kênh truyền thông này để mà huấn luyện rất nhiều đúng không ạ? Nhưng mà sẽ hiệu quả hơn nếu như các anh chị áp dụng các cái kênh này để mà tiếp cận những người tiềm năng. Cái những cái kênh mà trên những cái kênh mà truyền thông internet ấy là những cái kênh mà cực kỳ hiệu quả, và xét về là chi phí á thì rất là ít. Các anh chị sẽ tiết kiệm được chi phí. Điều thứ ba mà họ làm, họ bán hàng rất là nhiều và bảo trợ rất là nhiều. Các anh chị biết là như thế này này, khi mà các anh chị phát triển theo chiều rộng thì các anh chị có lợi nhuận nhiều, và khi các anh chị phát triển theo chiều sâu á thì các anh chị có cái sự ổn định và đảm bảo tốt đúng không ạ? Tôi biết là chúng ta đều phải phát triển sâu, nhưng mà trước đó chúng ta phải phát triển rộng đã. Các anh chị có hiểu ý tôi không ạ? Trước khi các anh chị đào sâu, các anh chị phải mở rộng, có hiểu không ạ? Đầu tiên ấy là phải làm rộng, bán hàng cho nhiều khách hàng nữa, bảo trợ mới nhiều nữa. Mỗi một người trong số các anh chị ở đây phải đặt mục tiêu xây dựng được một tệp khách hàng gồm 20 khách hàng và 20 nhà phân phối. Không phải là chỉ là con số đâu, mà là 20 khách hàng trung thành và 20 nhà phân phối tích cực. Các chị ơi, nếu mà các anh chị có 20 khách hàng thường xuyên và trung thành, 20 nhà phân phối trực tiếp tích cực, thì cái doanh số của các anh chị rất là cao, còn vượt xa 21%. Đừng cứ nghĩ đến cái chuyện 21% không phải lo, mà phải tập trung tìm thêm nhiều khách hàng và xây dựng nhiều nhà phân phối trực tiếp. Ngày trước ý, chúng ta rất là khó cái quản lý nhiều khách hàng và nhiều nhà phân phối. Bởi vì trước kia chúng ta phải là mất công sức nhiều để mà chăm sóc khách hàng và nhà phân phối. Nhưng mà bây giờ chúng ta có internet, có các cái kênh mạng xã hội, và các anh chị có thể là quản lý 20, 30, 40, 50, thậm chí là hơn 100 nhà phân phối và tuyến dưới. Không phải là tôi nói một cái lý thuyết giả định đâu, mà đây là chuyện có thật, thực tế đối với hệ thống của ông Lâm Hải Phong của tôi ở tại thị trường Trung Quốc. Bây giờ ai cũng phải học tập họ. Các anh chị ơi, đây là chỉ là cái vấn đề là gọi là nhận thức thôi. Khi các anh chị xác định được ở trong đầu các anh chị là các anh chị phải có thêm nhiều tuyến dưới mới và khách hàng mới, thì các anh chị sẽ làm được. Bây giờ là ý tôi nói không về các khách hàng truyền thống và thường xuyên, không phải chỉ là con số đâu, mà những cái khách hàng này là họ phải tái sử dụng hàng từ chúng ta. Nghĩa là tất cả chúng các bạn phải học cách chăm sóc khách hàng của các bạn, mà phải học cách chăm sóc các nhà phân phối mới của các bạn. Các anh chị không biết à, nhà phân phối mới chính là khách hàng của các anh chị. Chăm sóc họ là quan trọng lắm. Bởi vì các anh chị á, là sẽ bị mất tiền nếu như mà các anh chị sẽ tốn công hơn, tốn kém hơn để tìm khách hàng mới. Tức là để mà tìm ra một cái khách hàng mới, các anh chị sẽ tốn công gấp 5 lần. Bây giờ các anh chị phải tự hỏi, làm thế nào chăm sóc khách hàng của các anh chị? Làm thế nào để các khách hàng của các anh chị trung thành với các anh chị? Cái chủ đề này các anh chị nhất định phải học. Tôi biết là tất cả chúng ta đều biết là muốn có doanh thu tốt ý, là phải phục vụ khách hàng tốt. Có nhiều cách, nhưng mà phục vụ khách hàng là cái cách là điều quan trọng nhất. Nhiều người nghĩ đến chăm sóc khách hàng ý là sau khi bán được đơn hàng thì mới chăm sóc họ. Chăm sóc á là chăm sóc trước khi bán hàng. Những cái hoạt động mà chăm sóc khách hàng trước khi bán hàng cho họ còn quan trọng hơn những hoạt động mà chúng ta chăm họ sau khi bán được hàng cho họ. Trước khi các anh chị chốt được một đơn, các anh chị phải làm rất là nhiều việc. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là các anh chị nhớ là đừng vội vàng, đừng gượng ép. Nhiều khi chúng ta muốn áp dụng một vài mẹo để mà chốt được cái đơn đó. Nhưng điều quan trọng hơn là các anh chị phải dành thời gian, dụng tâm mà nghĩ cách làm thế nào để giúp cho khách hàng họ phải hiểu là vì sao họ cần phải mua cái sản phẩm đó. Tức là phải mất công để mà giải thích cho họ, giúp cho họ hiểu là cái sản phẩm đó nó sẽ giúp cho họ như thế nào.
Làm thế nào mà cái sản phẩm của chúng ta có thể giúp họ giải quyết được vấn đề của họ? Khách hàng và cái thương vụ bán hàng đó, cái nào quan trọng hơn? Đương nhiên khách hàng quan trọng hơn. Cái điều quan trọng nhất là làm sao á, chúng ta phải thể hiện để cho họ thấy rằng là chúng ta quan tâm đến họ. Tức là phải xây dựng được một cái mối quan hệ mà có cái sự tin cậy lẫn nhau. Nếu mà chúng ta xây dựng được một mối quan hệ tin cậy với khách hàng á, thì họ sẽ quay trở lại và mua hàng từ chúng ta. Các anh chị cũng biết quy luật 80-20. 80% các cái đơn hàng là đến từ 20% khách hàng. Nên là các anh chị phải tìm kiếm những khách hàng mà các anh chị thực sự quan tâm đến họ. Nếu như các anh chị làm được 3 điều này, tập trung vào Nutrilite, sử dụng các kênh mạng xã hội và chăm sóc khách hàng, nhất định các anh chị sẽ có lợi nhuận tốt. Tôi tin là nếu các anh chị áp dụng tốt 3 điều này, các anh chị sẽ đạt được 21% dễ dàng, mà không phải 1 tháng mà 12 tháng và thậm chí là cả 12 tháng, mỗi tháng đều có doanh số Ruby. Và nếu mà các anh chị làm được cái điều này thì tôi chắc chắn là lúc đấy các anh chị có thể là động viên và khích lệ tuyến dưới của anh chị rất là tốt. Nên là các anh chị phải dành thời gian để mà có thêm nhiều khách hàng. Hãy dành thời gian cho những người mới. Câu chuyện thứ hai của tôi, it's a story about dream, là câu chuyện về ước mơ. Các anh chị biết không, những người trong Amway là những người biết ước mơ, mà ước mơ thì rất quan trọng. Do you have dreams? Các anh chị có ước mơ không? Show me your hands. Do you have dreams? Cho tôi thấy các anh chị có ước mơ không? Okay, all of you have dreams. Very good. Nhiều năm trước á, tôi có hỏi ông Doug DeVos, chủ tịch Amway. Tôi hỏi anh Doug, cái khát khao mà gọi là lớn nhất của anh là gì? You know, wildest dream. Cái khát khao mà lớn nhất của anh là gì? Tôi đang thử nghĩ xem là ông Doug sẽ trả lời tôi như thế nào. Lúc đầu á, tôi có đoán rằng ông Doug sẽ trả lời tôi rằng là cái khát khao mà lớn nhất của ông ấy là xây dựng công ty Amway thành một cái tập đoàn gọi là 1.000 tỷ đô. Lúc đó cái doanh thu của Amway toàn cầu là sấp xỉ 10 tỷ đô. 100 tỷ đô. That's a lot of money. Thế là rất nhiều tiền đúng không ạ? That's a lot of money. Tính ra cái tiền Việt là như nào, nhưng mà như thế là rất nhiều tiền, nhiều lắm luôn. Lúc đầu á, tôi hình dung là ông ta sẽ nói là ông ấy mơ ước rằng là công ty của Amway của ông là bán được, là có cái doanh thu khoảng 100 tỷ đô. Nhưng mà hóa ra là ông ấy không trả lời như vậy. He said his dream is to help 1 million Amway ABO to be able to earn enough income to support their family. Hóa ra ông Doug lại bảo với tôi là cái ước mơ lớn nhất của ông ấy là giúp cho 1 triệu nhà phân phối Amway có thể có đủ thu nhập để mà chăm sóc cho gia đình của họ. Và ông mới nói rằng như này này, tôi muốn giúp 1 triệu nhà phân phối có thể có cái thu nhập mà có thể là nuôi được gia đình của họ. Và ít nhất 1 triệu nhà phân phối này là phải là Platinum ạ. Founder Platinum. Hóa ra là có 1 triệu nhà phân phối mà là Founder Platinum á, thì là bằng với cái doanh thu 100 tỷ đô các anh chị ạ. Nên là các anh chị nhà phân phối Credo thân mến của tôi, cái điều quan trọng là các anh chị phải có một cái ước mơ cực kỳ lớn. Nếu mà đã mơ thì đừng có mơ vặt vãnh. Rằng là những cái giấc mơ mà nhỏ xíu á, chẳng có cái sức lực gì, sức mạnh gì để mà lay chuyển trái tim của chúng ta. Nên là cái câu nói này tôi nghĩ là đủ để cho các anh chị có thể tìm thấy một giấc mơ lớn, để mà các anh chị có thể là phát triển những khách hàng và nhà phân phối mới. Điều quan trọng nhất vẫn là có một cái giấc mơ đủ lớn ạ. Và một cái ước mơ á, nó chính là một cái đòn bẩy cho kinh doanh của chúng ta. Nếu mà các anh chị mà có ước mơ lớn ý, các anh chị là những cái người hạnh phúc. Và khi mà các anh chị vui vẻ và có cái giấc mơ đủ lớn, các anh chị sẵn sàng trả giá để vượt qua mọi thử thách. Ông Walt Disney nói rằng là như này, bạn mà mơ ra cái điều đấy thì bạn sẽ làm được cái điều đó.
Mà trong Amway thì tất cả các nhà phân phối, tất cả các anh chị đều có ước mơ. Cái câu chuyện thứ ba tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó là câu chuyện về niềm tin. Năm 1978 khi tôi bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh Amway ở tại Malaysia, tôi có một cái lòng tin gọi là cực kỳ vững chắc đối với kinh doanh Amway. Chỉ vì là tôi có cái lòng tin cực kỳ mạnh mẽ mà tôi mất có 27 tháng để hoàn thành mục tiêu Diamond. Mà vì có cái lòng tin đó đối với Amway mà tôi tìm ra rất là nhiều tuyến dưới. Và tôi có rất là nhiều nhà phân phối lãnh đạo thành công tại thị trường Malaysia. Hiện nay tại thị trường Malaysia, tổ chức Credo có 10 hoàng quan đại sứ. Là 10 hoàng quan đại sứ tại thị trường Malaysia. Và xin lỗi, tại thị trường Malaysia hiện nay có 10 hoàng quan đại sứ. Thì 6 vị hoàng quan đại sứ là từ tổ chức Credo ạ. Năm 1982 tôi đến thị trường Đài Loan. Là trước đó tôi chưa bao giờ đến Đài Loan. Là rằng không có bạn và không có một cái khách hàng tiềm năng nào có sẵn ở Đài Loan. Là bởi vì tôi có một cái lòng tin là vững chắc đối với kinh doanh Amway. Là trong vòng 16 tháng tôi hoàn thành Diamond ở Đài Loan. Mặc dù là có rất nhiều thử thách và khó khăn. Mà ngày nay tôi có một cái tổ chức rất là lớn ở Đài Loan. Và tôi tính ra rằng là tổ chức của tôi là có khoảng là 40% doanh số của toàn Amway Đài Loan. 1983 I went to Thailand. Một năm 1983 tôi đến Thái Lan để bắt đầu kinh doanh Amway ở đó. I can't speak a word of Thai. Rằng là tôi không nói nổi một từ Thái đâu. But I believe in Amway. Nhưng mà tôi vẫn tin vào Amway. Thế mà tổ chức Credo tại Thái Lan á là đóng góp 70%, khoảng có khi gần 75% doanh thu của Amway toàn Thái Lan ạ. Năm 1994 á, tôi bắt đầu cái thị trường thứ tư ở tại Trung Quốc lục địa. Và chính là vì cái lòng tin mà vững chắc của tôi, hiện nay tổ chức Credo tại thị trường Trung Quốc á, là có khoảng là 25 hoàng quan đại sứ. 15 năm trước tôi cùng với cô Aranong, thầy Khu Trung Cốc và thầy Poco Rebecca đến thị trường Việt Nam. Mới đây thôi anh Huỳnh Thiên Triều điện thoại cho tôi và bảo tôi rằng là riêng cái doanh thu của Credo Việt Nam ít nhất là chiếm 50% của Credo toàn quốc ạ. Các anh chị nghĩ đi, một người mà có thể là có một cái thị phần khoảng 30-40% thì đã cực kỳ thành công, có đúng không ạ? Nhưng mà năm thị trường mà tôi đã gầy dựng, thế mà tính ra là tới 4 năm thị trường đó là chiếm tới khoảng 40-50% thị phần của toàn các thị trường. Not because I'm special. Không phải là vì tôi có gì đặc biệt. I tell you it's because I believe. Mà là vì tôi tin. So, my dear Credo members. Nên là các anh chị nhà phân phối Credo thân mến của tôi ơi. If you want to be successful, I think it's important that you got to develop belief. Nếu mà các anh chị muốn thành công, nhất định là các anh chị phải phát triển cái niềm tin của các anh chị. Belief has got to be developed from within. Là các anh chị hiểu rằng là cái niềm tin ấy, các anh chị phải phát triển từ bên trong của anh chị cơ. Nobody can make you believe. Không có ai làm cho các anh chị tin được đâu. When you have the belief in Amway. Khi mà các anh chị phải tin vào kinh doanh Amway. You have the power to overcome all the challenges. Là các anh chị lúc đó có một cái năng lực, có một cái sức mạnh có thể vượt qua mọi khó khăn. When you have the belief, you have enthusiasm. Khi mà các anh chị tin tưởng, nhất định là các anh chị sẽ có cái sự hào hứng. People can feel it. Người ta cảm thấy sự hứng khởi của các anh chị. They can feel your energy, your passion. Họ thấy cái sự đam mê của các anh chị, thấy cái năng lượng tích cực của các anh chị. As a result, they are much more likely to believe in what you say and what you do. Và cuối cùng là họ sẽ tin vào những cái gì mà các anh chị nói và tin vào những hành động của các anh chị. When you have the belief, nếu mà các anh chị phải tin, it keeps you motivated during even difficult times. Là các anh chị sẽ tự động viên các anh chị ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất. Difficult times are unavoidable. Các anh chị ơi, những cái lúc khó khăn là không tránh được đâu. Whether you like them or not. Các anh chị có muốn hay không
chị thích hay không thì cũng không tránh được. If you don't have the belief, you may choose to something easier to do. Nếu mà các anh chị không có cái lòng tin ý, có lẽ các anh chị sẽ tìm cái lối đi nào đơn giản hơn, dễ hơn. But if you believe, mà nếu các anh chị tin, you will move on no matter what. Các anh chị sẽ tiến lên cho dù hoàn cảnh như nào. When you believe, nếu mà khi các anh chị tin, no matter what challenges, problems ahead of you, bất kể cái khó khăn hay cái thử thách phía trước là gì, when you have the belief, nobody can stop you. Mà này, khi các anh chị tin tưởng, chẳng ai có thể cản trở các anh chị. You see, belief is the most powerful force in this world. Là cái niềm tin ý, là một cái quyền năng cực kỳ mạnh mẽ trên thế giới này. When you believe, you can do it. Khi các anh chị tin, các anh chị sẽ làm được. When you believe, you can become diamond by 2028. Khi các anh chị tin, nhất định các anh chị là diamond năm 2028. And I believe, you believe in yourself, you can do it. Mà tôi tin là khi các anh chị tin vào các anh chị, nhất định các anh chị làm được. And with that, I end my presentation. All the best to all of you. À, tôi chúc phúc cho tất cả các anh chị. See you the next time. Hẹn gặp các anh chị lần tới. Anh chị em cùng nhau đứng lên và Thank you.